Tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, hiện có nhiều ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi được người dân bảo tồn và gìn giữ một cách trân trọng. Những ngôi nhà cổ không chỉ có giá trị về cảnh quan kiến trúc mà còn là không gian sống và sinh hoạt văn hóa truyền thống của người dân địa phương. Ngôi nhà cổ trên 200 năm của gia đình ông Giang Tất Đệ, thôn Trường Xuân, xã Trường Yên được bảo tồn giữ gìn trong không gian rộng rãi. Ngôi nhà là không gian sống sinh hoạt của gia đình qua nhiều thế hệ, nằm ẩn giữa không gian xanh của sân vườn, mang đến cảm giác bình yên, lắng đọng sau những ồn ào xô bồ của cuộc sống. Ông Đệ rất tự hào và coi trọng việc giữ gìn kiến trúc của ngôi nhà. Do vậy, qua một số lần trùng tu, ngôi nhà vẫn gìn giữ nét đặc trưng cổ kính. Cái nếp nhà cổ này thì là do các cụ để lại, nó cũng như là một cái vốn liếng của cả đời con cháu sau này. Thế cho nên là chúng tôi phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và tu sửa, tôn tạo. Nhà tôi thì từ xưa đến giờ là như nhà họ, thì nhà mái bằng họ làm hai tầng để chống nóng, nhưng mà nhà tôi chỉ có một tầng thế này thôi, nhưng mà vẫn cứ mát mẻ. Bình thường chỉ dùng quạt thôi chứ không có phải dùng điều hòa. Gia đình ông Lê Hồng Thiện, thôn Tân Hoa là một ví dụ tiêu biểu tại địa phương, không chỉ bảo tồn và lưu giữ về kiến trúc xưa mà còn là địa chỉ để nhiều người dân địa phương thường xuyên gặp gỡ, mạn đàm, sáng tác thơ ca, thưởng thức âm thanh của nhiều loại nhạc cụ dân tộc, góp phần lan tỏa nét đẹp của văn hóa truyền thống của con người mảnh đất cố đô lịch sử. Làng xã cũng như là dòng họ thì đều phải bảo tồn lấy một cái gốc, mà cái gốc đó là cái gốc về cái nền văn hóa tồn tại từ hàng ngàn đời này để lại cho con cháu, thì cái gốc đó ta phải giữ gìn và con cháu sau này mới nhớ đến cái việc đó để mà phát huy, gìn giữ, bảo vệ. Chúng tôi năm nào cũng ra một cái tập thơ là để ca ngợi đất nước con người, có rất nhiều bài hát ca ngợi và cũng những cái là bài thơ để phản ánh lên cái tinh thần cuộc sống xưa và nay, nó hòa nhập vào cho để động viên mọi thế hệ để cùng nhau mà tạo cho cuộc sống mỗi ngày một đẹp hơn. Hiện trên địa bàn xã Trường Yên có khoảng gần 100 ngôi nhà cổ có kết cấu kiến trúc truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ, làm bằng gỗ, có kết cấu vững chắc, mái lợp ngói đỏ. Xã Trường Yên đã tích cực tuyên truyền vận động người dân gìn giữ, bảo tồn những ngôi nhà cổ, không chỉ lưu giữ văn hóa truyền thống mà còn góp phần khai thác phát triển du lịch. Vượt lên những giá trị về vật chất, những ngôi nhà cổ đã trở thành niềm tự hào về truyền thống họ tộc, nếp gia phong, là nơi giáo dục, nuôi dưỡng tâm hồn tươi đẹp cho các thế hệ con cháu mai sau.